nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó phải hiểu công cha. Năm nào khó phai trong lòng,
nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mơ con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mơ khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kính mời gia đình Hương linh cụ ông Lê Văn Chư
đại hạn ngày mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ cụ thập thất tỳ, thừa ư chư Phật chứng ma đừng đứng ngồi ngồi
kỳ vẫn hiểu cái bằng như bất bóng chiều như chùm bọt nước bập mà phiêu qua cư ngụ tại A Phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tình, quyền linh hồn cụ âm đắc độ cao siêu, hiệp toàn thể gia đình, các con cháu hiện tiền, Lê Thị Hồng, Lê Thị Tư, Lê Văn Giỏi, Lê Văn Nhì, Lê Văn Tám, Lê Văn Chính, Trần Thị Kim Cúc, Phạm Thị Sanh, Trần Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Mai, Lê Mỹ Hạnh, Lê Thị Mỹ Phượng, Lê Thanh Lợi, Lê Thị Bích Dân, Lê Thành Sang, Lê Thành Tịch, Lê Thanh Tiền, Lê Thị Kim Oanh, Lê Thanh Tùng, Lê Thị Thanh Tuyền, Lê Bảo Trung, Lê Bảo Ngục, Lê Bảo Ngọc, Lê Đức Tăng, Lê Hoàng Tâm, Phạm Hữu Thọ, Lưu Quốc Dũng, Quỳnh Thị Ngọc, Bích Tinh, Ngọc Thảo, Ngô Thị Hồng Hà, Lê Hoàng Ấn, Lê Minh Thư, Lê Hoàng Mỹ Tiên, Lê Quỳnh Thư, Phạm Thị Thanh Nhi, Lê Thị Thanh Trâm, Lê Thị Thanh Trang, Lê Thị Thanh Trúc, Lưu Quốc Bảo, Lưu Quốc hiệp toàn thể gia đình, các con cháu nam nữ tử tôn hiện tiền, phước huệ băng lâm bình an lợi lạc, phổ quyền pháp chơi chúng sanh tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo thượng Nam Mô Tiếp Dần Linh Hồn A Di Đà Ni Phật. Vừa qua là phá lễ niệm hương chú nguyện cầu siêu cho hương linh của ông Lê Văn Chư được viên mãn. Giờ đây trước án tiền hương linh của ông Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử xin phép gia đình thắp nén tâm hương kính viếng và nhất tâm cầu nguyện cho hương linh của ông được sớm về cảnh an lành. Kính cung thỉnh Chư Tôn Đức mời Phật tử thắp nén tâm hương hướng về hương linh nhất tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật. Linh A Hồn mà ơi ơi Linh A Hồn ngày nay lại đã qua rồi mang cần lần hồi có nhưng người đời nói lâu sống trăm tuổi
Nhưng người ơi, có ai có được trăm năm? Mà hôm nay thầy đến tại gia đình cầu nguyện cho hương linh của ông được đại thọ. Một điều này trong gia đình là một cái phước thứ nhất, được cụ ông sống một thế kỷ. Một cái phước thứ hai, cụ ông được quy tiên vào ngày mùng 10 mà được nằm trong cái mùa tháng 7. Tháng 7 là gì? Nếu quý vị là gia đình Phật tử gần chùa đây cũng hiểu biết. Tháng 7 là mùa thu lá rụng vàng của thiện nam tín nữ. Mà đi trong tháng 7 này là có phước được xóa tội dâm nhân. Dù cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà được đi trong cái duyên tháng 7 này là chúng ta được nương nhờ của đại hiếu Mục Kiền Liên. Xưa kia ngài được Đức Phật trao cho thần thông tích trường để mà tầm cứu mẹ. Phật giáo tâm linh 2563 năm con cháu được tăng thêm một cái phước để cầu đoàn kết thể hiện trên cái tinh thần chiếu đạo để cầu cho cụ ông sớm về cảnh an lạc. Hey!
Thank you.
Người Phật muốn con tội nghiệp là sao? Kênh lạc già tu tốt dưỡng tâm, phụng từ bi Phật tổ giang thành, dược Việt Nam phổ độ chúng sanh, phát đạo hành quanh ấy âm vườn tay. Yeah.
được kiểm soát, xin bà có bài niệm tình mà bỏ mặt cho. Và cảm ơn cơ sở mai táng anh Đức Thiện, anh Tào Cội Dù, chị Sư Quỳnh Mai Thác Người, cha người ông chúng em tiếp tục đọc đọc. Và giờ đấy, anh em vô cùng không có gì hơn. Soi sáng lối dương trần, theo anh sáng mà trở về. Give you all.
tâm nhà hiền.
Thank you.
tăng lễ cho người cha, người ông của chúng tôi là ông Lê Văn Dương. Tăng lễ đã được cử hành trang trọng tôn thất và đặt thành viên mãn, chính nhờ sự thương tình giúp đỡ của toàn thể quý vị. Trước giờ phút tiễn đưa về đây, gia đình có lời xin cảm tạ đến chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, ban quý tế, quý thông gia, họ hàng, thân tộc, nội ngoại hai bên, cùng quý lâm bạn, cô bác, anh chị gần xa. Đã mấy ngày qua, được sự ưu ái của quý vị, không quản ngại đường xá xa xôi, đến tận gia đình của chúng tôi, thành tâm phúng viếng, kính cẩn đốt một nén hương để sự lắng người nằm xuống. Và cũng xin cảm ơn ban nhạc lễ mấy ngày qua, cũng đem tiếng đàn lời ca, làm xoa dịu đi nỗi mất mát, đau thương mà gia đình đã gánh chịu. Rồi giờ đây, thêm một lần nữa, quý vị đã đến đây để tiễn đưa linh cữu người cha, người ông của chúng tôi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thăm ban ngày, gia đình của chúng tôi mãi xin ghi đạt. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ sức, xin quý ông bà, cô bác, anh chị những tình lượng thứ bỏ qua. Và sau cùng, đưa linh cữu người cha, người ông của chúng tôi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình của chúng tôi xin kính mời toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị nhấn chút thời gian trở lại với gia đình để dùng chung tụ thảo thay lời cảm ơn tan gia đồng bái tạ. Thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai.
là phụ du. Ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai.
trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông vai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Nói trời đó nữa lại. Trời ơi, cũng tuổi nhất thằng nhất lại đau rồi. Sao không nào á? Ai đoàn thể trong phường và ngoài phường. Kính thưa ban quý tế đường Hoàng Quá An, kính thưa các
thư thầy và Phật tử. Mừng quá anh. Dạ kính thưa phụ ông, phụ bà, các anh, các chị, các em, các cháu. Hôm nay tôi thay lời cho tang lễ là tổ chức có điều chi sơ sót thì cũng nhiệt tình thông qua bao gồm bà con cô bác đã kiếm chút thời gian quý báu để đến đây tiễn đưa ông và cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn các chị và sau cùng mà mời các chị có mặt hôm nay trở lại gia đình chúng tôi để dùng một ly rượu và một bữa cơm hậu tạ. Trân trọng kính mời các chị có mặt hôm nay, thành thật cảm ơn. Lạy Phật con xin